Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2021, Thúy Trần đang có mặt trên tuyến đường Bình Chuẩn 62 thuộc về địa phận phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Và quyết định quay trở lại ngày hôm nay có một lý do, đó chính là Thúy Trần muốn ghi hình lại toàn bộ khung cảnh của dự án khu phố thương mại Casamon, hay còn được gọi là dự án Minh An, để quý anh chị và các bạn chúng ta đã đầu tư thì chúng ta có thể ngắm. Và điểm nổi bật của dự án Casamon đó chính là được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động, với lượng công nhân, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và làm việc cực là nhiều nữa các bạn. Hơn thế nữa, lượng dân cư sống xen kẽ trong khu công nghiệp thì sẽ tạo lên một cái khu vực sống khá là sầm uất và đông đúc ạ. Và bây giờ thì Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng đi vào bên trong dự án để khám phá xem dự án của chúng ta đã được thi công tới đâu rồi nhé. Về cơ bản thì hệ thống đường đã được trải đá cũng như là làm xong hệ thống ống nước, hệ thống xử lý nước thải và đã có bo vỉa hè rồi các bạn. Vâng, so với 3 tháng trước thì hiện tại dự án Minh An của chúng ta bây giờ nhìn cũng khá là đẹp rồi đúng không ạ? Dự án Casamon là một trong những dự án nằm ở vị trí trung tâm, liền kề với thành phố Thuận An và Dĩ An. Từ đây chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vỏn vẹn là 18 km thôi các bạn. Rồi về Dĩ An 7 km, về với Biên Hòa 12 km và về với thành phố Thủ Dầu Một chỉ trong vỏn vẹn 5 km thôi. Chính vì thế đây có thể được coi là một trong những dự án đón đầu cũng như là đem lại giá trị lợi nhuận khá cao cho quý anh chị và các bạn đã đầu tư. Dự án Casamon nằm trên hai mặt tiền đường, tuyến đường Bình Chuẩn 62 và tuyến đường CKV. Vâng, từ hai tuyến đường này thì cũng là hai tuyến đường chính để giúp vận chuyển và lưu thông hàng hóa từ trong khu công nghiệp của chúng ta ra với các khu vực lân cận. Vâng, mặc dù vào những ngày cuối năm rồi nhưng mà công tác thi công công trình cũng như là đảm bảo cái tiến độ của công trình thì các bác kỹ sư cũng như là các anh công nhân chúng ta cũng tăng cường làm để mà nhanh chóng sau 3 tháng nữa sẽ bàn giao nền đất cho quý anh chị và khách hàng. Vâng, hiện tại thì trong dự án Casamon thì bên mình vẫn còn 1 đến 2 nền nữa nằm ở vị trí là đối diện với lại khu trung tâm thương mại. Thì quý anh chị và các bạn chúng ta quan tâm đầu tư đến dự án Casamon thì có thể alo trực tiếp cho Thúy theo số điện thoại 0974594548. Vâng, vị trí của lô đất mà ngày hôm nay Thúy mới giới thiệu với quý anh chị và các bạn, được lô đất của chúng ta sẽ nằm đối diện với lại khu trung tâm thương mại. Vâng, và nhìn xa xa thì chúng ta hẳn đã thấy là các doanh nghiệp đang hoạt động rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, nằm nhìn kề với dự án của chúng ta là rất nhiều công ty, xí nghiệp cũng như là doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động. Và Thúy đã làm rất nhiều video trước rồi, đã chia sẻ cùng quý anh chị rồi đó. Vâng, hiện tại thì ở vị trí này, trên tuyến đường này của chúng ta, bên công ty mình còn lại được hai sản phẩm. Vâng, còn được hai sản phẩm đối diện với khu trung tâm thương mại, diện tích là 70m2 ạ. Vâng, quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư thì có thể liên hệ mình sẽ chia sẻ về vấn đề pháp lý cũng như là báo giá chuẩn để quý anh chị và các bạn chúng ta cân đối nhé. Và bây giờ thì Thúy Trần như cả nhà đi, chúng ta cùng đi chạy một vòng xung quanh dự án của chúng ta để cảm nhận thêm dự án của chúng ta đẹp như thế nào nhé. Vâng, phía ngay bên tay phải màn hình phía vừa chiều đó chính là quỹ đất dùng để làm khu giáo dục của chúng ta. Dự án Casamon của chúng ta với quy mô là hơn 200 nền. Chính vì thế đó chính là một cái điểm ưu việt của dự án. Khi khác với các siêu dự án thì sẽ mất một khoảng thời gian rất là lớn để phủ kín lượng dân. Nhưng với dự án ở quy mô vừa tầm như thế này thì cái tốc độ phủ kín dân sẽ nhanh hơn. Mà khi tốc độ phủ kín dân nhanh hơn thì cái giá trị bất động sản của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhanh ạ. Về quy cách xây dựng ở trong dự án Casamon thì sẽ xây dựng là một số block sẽ xây dựng theo kết cấu một trệt một lầu và một số block khác chúng ta sẽ xây dựng theo kết cấu một trệt hai lầu để đảm bảo cái tính mỹ quan đô thị. Vâng, từ trong hợp đồng ký kết thì sau 6 tháng ký hợp đồng mua bán thì sẽ bàn giao nền đất có số lô, số ô cũng như là hoàn thiện cơ bản về hệ thống cơ sở hạ tầng như
đường này, rồi vỉa hè. Nên chính vì thế giờ chỉ cần còn 3 tháng nữa thôi, chúng ta ăn Tết ăn xong thì tụi anh chị khách hàng chúng ta đã đầu tư đây thì chúng ta sẽ được nhận chính xác vị trí đất của mình nằm ở đâu ạ. Và đứng ở trong dự án thì chúng ta nhìn ra dự án của chúng ta cực kỳ đẹp luôn. Và điều đặc biệt hơn nữa, dự án Customer là một trong những dự án có phần nở hậu. Nên chính vì thế dân cư của chúng ta khi sinh sống trong này thì tin chắc rằng chúng ta sẽ làm ăn rất là lên đấy ạ. Và bây giờ đã vào buổi chiều tối rồi, nên là các bác công nhân và các anh kỹ sư đang bắt đầu đã nghỉ rồi các bạn. Với tốc độ làm việc như thế này thì tin chắc rằng công trình của chúng ta sẽ được sớm hoàn thiện thôi. Vâng, nhìn xa xa là các công ty xí nghiệp đấy ạ. Bây giờ thì lượng công nhân vẫn còn đang làm việc, nên vì thế là cái vấn đề mà tan ca thì không xảy ra ách tắc giao thông. Thì bây giờ thì sẽ xin mời các bạn chúng ta cùng đi ra bên ngoài để chúng ta ngắm nhìn lại xem dự án Customer của chúng ta nằm trên tuyến đường Bình Chuẩn 62 có những gì đặc điểm nổi bật hơn nữa nhé. Vâng, đối diện với dự án của chúng ta là công ty cổ phần Bình Dương các bạn ạ, ADS. Vâng, đây là tuyến đường Bình Chuẩn 62 của chúng ta. Tuyến đường Bình Chuẩn 62 sẽ được mở rộng lộ giới lên đến 28m. Và hiện tại đây là tuyến đường thông các bạn nhé. Vâng, từ Bình Chuẩn 62 này chúng ta sẽ thông ra tuyến đường DT743. Và từ DT743 chúng ta sẽ chạy thẳng ra khu vực ngã tư Miếu Ông Cù này. Rồi chúng ta đi ngược lại sẽ ra khu vực ngã tư sẽ ra tới khu vực ngã tư Bình Chuẩn và tới với tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Toàn bộ hai bên đường chúng ta là toàn bộ các công ty xí nghiệp. Ở đây các công ty đang tuyển dụng khá là nhiều các bạn, như trên bảng mình đang nhìn ạ, với mức là 10 triệu đồng, thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu đồng các bạn ạ. Đường là đường trong khu công nghiệp của chúng ta nên là tuyến đường này cực kỳ là rộng rãi đúng không ạ? Và tiếp tục sẽ được mở rộng ra để đáp ứng được cái nhu cầu đi lại. Vâng, và thưa quý anh chị, đây là tuyến đường CKV. Tuyến đường này cũng là một trong những tuyến đường nằm trên dự án của chúng ta, chạy qua dự án và sẽ có được mở rộng lộ giới lên tới 28m. Trên tuyến đường này của chúng ta có đầy đủ các tiện ích như là chợ này, rồi cây ATM này, rồi khu ăn uống này các bạn. Rất là nhiều các tiện ích luôn. Nên dự án của chúng ta sau này khi mà phát triển thì dân cư của chúng ta sẽ đảm bảo cuộc sống hơn rất là nhiều. Vâng, nên là chợ tự phát trong tuyến đường Bình Chuẩn 62. Và chợ này sẽ được sau này khi dự án của chúng ta phát triển, được xây dựng chợ và trường học, thì chợ này sẽ được di dời vào bên trong dự án để đảm bảo tính lưu thông cho tuyến đường. Bởi vì tuyến đường nằm trong khu công nghiệp thì không thể để là một chợ tự phát như vậy được đúng không ạ? Vâng, sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề ách tắc giao thông. Vâng, hai bên đường Bình Chuẩn 62 thì lượng dân cư ở khá là nhiều, tập trung kinh doanh buôn bán với đa ngành nghề. Và những buổi chiều tan ca thì lượng công nhân ùa ra cực kỳ là lớn. Nhìn vì thế sẽ tạo ra cái nguồn cung cầu rất là điều hòa các bạn. Như tính nhìn thấy thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì đi thì cái lượng xe tải thì đi vào bên trong khu công nghiệp của chúng ta cũng được giảm. Vâng, cũng giảm rất là đáng kể rồi. Có khả năng nó đi vào dịp cuối năm rồi các bạn. Và rất là dễ dàng lưu thông đến ngã tư Miếu Ông Cù, ngã tư Bình Chuẩn ngay cạnh đây thôi ạ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, thì Thúy xin tạm thời kết thúc video tại đây. Hẹn video sau sẽ giới thiệu cụ thể hơn nữa về các dự án để chúng ta quan tâm và đầu tư nhé. Thân ái và chào tạm biệt.